Chiều nay, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố làm việc với Công an quận Liên Chiểu về kết quả 8 tháng đầu năm 2022. Trong 8 tháng đầu năm, trên địa bàn quận Liên Chiểu đã xảy ra 86 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 6 vụ trọng án, tổng thiệt hại hơn 3 tỷ đồng. Tội phạm về ma túy giảm so với cùng kỳ, nhưng vẫn diễn biến phức tạp tại các tụ điểm karaoke, nhà nghỉ trên địa bàn quận. Đã xảy ra 30 vụ cháy nhưng phát hiện chữa cháy kịp thời nên không gây thiệt hại về người, không để cháy lan cháy lớn. Tình hình tai nạn giao thông diễn biến khá phức tạp, tăng cả 3 tiêu chí với 17 vụ, làm chết 17 người, bị thương 3 người. Công an quận Liên Chiểu đã kiến nghị cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các ngành đoàn thể chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền pháp luật, tích cực phát hiện, tổ chức quản lý đối tượng tại địa bàn cơ sở. Đề xuất lắp đặt thêm hệ thống camera an ninh tại các tuyến đường trọng điểm nhằm hỗ trợ công tác phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm. Tại buổi làm việc, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu làm rõ thêm một số vấn đề dư luận quan tâm trên các lĩnh vực phòng chống tội phạm, về trật tự xã hội, tội phạm ma túy, vi phạm pháp luật về kinh tế môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác giam giữ, xử lý, thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp và quản lý can phạm.